Dạ em, chú. Dạ em chào chị. Chú cho chị gửi mấy lời. Dạ. Bây giờ về nè, con gửi lên đây con xin cộng đồng mạng. Cái thứ nhất, cộng đồng mạng. Cái thứ hai là con xin mạnh thường quân. Là đừng, bây giờ con không biết là mạnh thường quân gửi về bao nhiêu tiền. Là cái vấn đề sự việc của cô quen. Thì bây giờ con nghe rất là nhiều bá tánh nói rằng là cô này là lừa quân đạo quân thần thánh thánh để kiếm tiền, bây giờ là đi giày cao gót từ người kia đi mang giày mình cứ đầu không có đạo trần chân không có đập đất nữa. Thì bây giờ con nói như vậy, tất cả các mạnh thường quân có một cái tấm lòng lương thiện lấy tiền về cho cô quen. Thì con nói rằng là do thiên thương âm mà nó đi sinh đó. Yeah. Nó hô là vô điện vô nước rồi làm đường cái nhà thì cho đường vô nhà bằng thấy đó. Thì bây giờ con nói như vậy, nó đã chị, sinh rồi chị, ơi, chị sao bên chị ồn quá chị, thằng nó cứ xịt xe nó rửa xe nó xịt nó tí xíu hết à. Dạ. Làm đường đó thiên thương năm. Bây giờ con không biết nhưng mà chính nó công bố lên, nó lên live stream nó công bố rằng là tiền của con quen bác Mạnh Thường Quân gửi về rất là nhiều chứ không phải ít, là 300 mấy chục triệu đó. Mà nó chỉ đưa cho dì Sáu 100 mấy triệu thôi. Thì bây giờ con nói là cộng đồng mạng vì rất là thương anh em YouTube, tôi xin lỗi hết tất cả các anh em YouTube nhỏ lớn, nếu không có các anh em nói nhịp cầu để cho Mạnh Thường Quân thì cái người nghèo những mảnh đời bất hạnh là không gặp được mấy Mạnh Thường Quân đâu đó. Cho nên là mấy chú đi làm rất là cực khổ đó, đi kiếm đồng tiền cho nuôi sống gia đình mình, nay người này hâm như vàng hỏi thuận lòng thì thôi, mà không thuận lòng thì mình lại được những cái sự hâm dọa đó. Thì tôi có xin lỗi với mấy chú rằng là có một sự việc như thế này, nếu mấy chú làm được hết thì tôi xin cái lòng lương thiện của mình. Yeah. đừng có đi moi người ta nữa, tội nghiệp lắm. Tại nghiệp của em đó, tại vì cái đời nó quá bất hạnh đi. Còn mọi người á, bá tánh, tất cả các cô dì chú quán phải thương thì thấy nó rất là đẹp, không? Nó rất là trong sáng. Nhưng mà ghét thì thấy nó dơ bẩn, không? Nó là bẩn thỉu, nó tận cùng trong xã hội. Ở chứ bây giờ nhà cất chưa xong, chưa có cái đâu vào đâu hết người. Tất cả mấy cô, mấy chị ở dưới... cái gì quên rồi à, ở quê nó là quê gì chú anh Trà Vinh, mấy chị đổi với Trà Vinh nó mắng chửi nó quá chừng hả. Tôi xin mấy anh vừa cấp nhau đừng có đi moi nữa nó cũng chỉ có vậy thôi, mấy cái sự việc nó cũng chỉ có vậy thôi. Mình đi moi nhiều quá thì Mạnh Thường Quân bá tánh ở nơi xứ xa người ta sẽ nói rằng là vì mình ganh ăn mình mới moi chuyện của người ta, đúng không? Yeah. Nếu mình không ganh ăn thì làm sao mình moi được đó. Bây giờ ai làm nấy chịu, cái vấn đề tu niệm không ai tu hết, không có ai mà tu hết. Người nào ở trong cái lương tâm, người nào trong bụng đâu có vàng đâu đó. Cho nên là cứ xỉa sói có, tôi xin vậy nè, ở ngay chỗ ông Ven đó có cái chú đó, chú hô chú gần mấy trăm mét nhà của ông Ven, nhà của bà ngoại ông Ven thôi. Tôi xin chú vậy nè, mình là đàn ông, nếu chú nghe tôi được nói được nhờ cái chú kinh của chú Đạo Đồng để tôi nhắn gửi lời lại cho chú đàn ông đã từng nói nhìn thấy con quen lớn lên từ ngày cả cái cuộc đời của mẹ nó, 5-6 anh em chi chít sống đầu đường xó chợ bần cùng trong xã hội, không? Nếu cái người có lương tâm nhìn mẹ con nó thì người ta tội nghiệp, còn cái người không có lương tâm người ta sỉ bán là đầu đường xó chợ đó. Yeah. Ăn đình ngủ miếu thì bây giờ nó được như vậy,
cái đường nó lót đi là cũng nhờ nó. Cả cái xóm nó đều hưởng, chứ đâu phải một mình bà ngoại nó hưởng. Đúng không chú? Dạ. Cái đường đi đó là nguyên một cái xóm đó hưởng, chứ không phải một mình bà ngoại hưởng. Hả? Cái kênh này á là cái gì? Cái gì ở dưới quê á? Cái chú YouTube này nè, chú bớt cái miệng chú lại, chú đi moi móc từ bài giấy số về chú lại thằng cứng, chú quay về đi quay người này người kia, chú mới nổi lên. Tôi nói chú nè, mình mới nổi nhưng mà mình nổi với tư cách là phải công tâm, thấy không? Yeah. Nổi cho nó công bằng, chứ chú đừng nổi về một hướng. Nếu chú như mà nói, chú nói là tôi xin lỗi nha, chú ghi âm cái đoạn mà thằng Thiên Thư Ân mà nó ghi âm á, yeah. Con xin lỗi hết tất cả cô dì chú bác Mạnh Thường Quân, xin lỗi nhà sư, xin lỗi hết tất cả nhỏ lớn là ba tánh bình thường. Con nói vậy một chút, thằng Thiên Thư Ân nó nói là hành căng cái gì mà hành căng, bây giờ nó được tiền rồi nó đi hành cu đó. Hỏi chứ nó là một thằng YouTube, bây giờ nó chúng chui chúng nhủi ở đâu không biết nữa, nó cứ lên cái clip cái là nó cứ nói người ta. Bây giờ nó đi ra, nếu mày bây giờ nó không muốn nói như vậy, nó đi ra nó sao kê đi, đúng không? Yeah. Nó ăn trận tiền của người ta. Mạnh Thường Quân gửi về, thí dụ bây giờ gửi về nói ừ bây giờ tôi gửi 200 đô này về cho con Ven, đúng không? Yeah. Thì phải lập danh sách lên đưa tận tay con Ven rằng là cái người này ở bên Mỹ, bên Úc, bên Pháp, bên nước ngoài đó gửi về 200 đô là anh phải đưa tận tay cho anh ta, chứ anh đâu có quyền giữ lại. Một ngày bây giờ lãi suất anh chỉ về anh cho dây thôi là một ngày anh đã kiếm được bao nhiêu tiền đó. Anh không có cái quyền gì giữ cái số tiền đó hết, là thằng Thiên Thương Ân rồi đăng lên YouTube nói là con Ven với thằng Trường cặp nhau. Bây giờ tôi nói với anh nè, người ta cặp nhau, nó cặp nhau, anh với sư cô, chú với sư cô ép nó quá nó mới nói nó ngủ với nhau, đúng không? Yeah. Chứ còn không ép thì nó đâu có nói nó ngủ, dạng như bức cung con người ta. Rồi người này lên rỉa một cái, người kia lên rỉa một cái. Tôi cái clip của tôi yêu cầu là tôi chỉ xin gửi nhắn đôi lời ở trên cái kênh của chú Đầu Độc, nói với chú Thiên Thiên Anh, chú đừng lên clip nữa, chú lên clip tôi không đẻ, tôi đẻ ra chú được nhưng mà tôi thay mặt cha mẹ chú xấu hổ quá. Chú chung chùi chung nhủi, chú đâu có dám lộ diện nữa, thằng chú quay live stream trả tiền lại cho con Ven đi, còn không trả tiền lại cho con Ven, trả lại cho Mạnh Thường Quân, đúng không? Còn mấy cô mấy chị mấy gì ở dưới đó, với lại có cái kênh YouTube nào mà tôi cũng không biết rõ nữa, nhưng mà đại khái là bán rượu nhào gì đó. Yeah. Đó là cái kênh đó, chú đừng đi moi nữa. Chú moi nhìn cái thằng đàn ông nó bần tiện, ha? Yeah. Quá bần tiện. Chú làm một kênh YouTube, mình muốn nổi tiếng là mình phải công tâm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi thấy cái kênh của chú hình như là chú lên live stream xong rồi chú có quảng cáo để bán hàng đó. Hàng của mình chạy thì mình phải có tâm thì bá tánh người ta mới mua nhiều, đúng không? Yeah. Mà nhà hàng chú bán hàng mà chú lên chú cứ moi móc chuyện của người ta, chú đi hết quay người này, chú đi quay người kia, chú moi ra nó chích xì ke đồ này kia, nó chơi đập đá. Bây giờ Ven không phải là Ven đầu đội trần chân đập đất nữa, mà Ven mang giày, Ven cột tóc, đến nỗi là một thằng đàn ông ta cột tóc nói sao kỳ vậy. Chú mới nổi lên đây tôi không biết chú hỏi bao nhiêu lâu, nhưng mà chú làm cái những ngôi nhà quan ấy chú xạo quá, phải không? Chú làm xạo quá, chú diễn không à, chú làm xạo lắm, cho nên đói rồi, đúng không? Đói rồi đi ra ngoài đây nè, moi ra. Chú chỉ nói vậy thôi chứ tôi không nhớ chú kinh nào. Chú nói ngôi nhà quan đi tìm cái thằng ma đâu đó, đó đi gì gặp nhà, đi thề ngôi nhà ma đó, đó. Bây giờ đói quá rồi, tại làm xạo quá đó, ba tánh ta đâu có coi, ta coi tặng ta cho mũi tên nhủi xuống không à. Yeah. Rồi không có tiền rồi đi ra ngoài đây nè kiếm chuyện với Ven với thằng Trường, dằn thiệt không sợ lửa. Còn tôi nói cái chú ở gần nhà bà ngoại Ven nói trời ơi nó dơ giấy rồi nó thúi nó nổi mà nó đi qua nhà tao nó nhậu với con tôi mà tôi đuổi nó về luôn. Trời ơi trời ơi, một đứa con một thằng chồng, giờ không biết phải một thằng chồng hay 10 thằng lấy
nó còn tàn tới như vậy luôn mấy chú. Mà nó ở gần bên đó, cái thằng nó ở gần mấy trăm mét à. Ở chứ bây giờ đã biết tới cái đời của mẹ nó bất hạnh, đúng không? Yeah. Đầu đường xó chợ, bây giờ cái đời của nó thì mình phải mừng cho nó. Mà nó cái đời của nó có xin ai đâu. Nó chưa ngửa tay xin ai hết. Về hô con người ta chơi đập đá, ăn nhậu, nó hành căng, nó hành có mấy tiếng hồ à, tối nó đi ngủ hết thằng này tới thằng kia. Đi vũ trường, đi hát này hát kia. Trời ơi, bán cái số mà đi vũ trường, nghĩ sao vậy? Nói con người ta tới vậy là mấy con mẹ ở dưới đó, đó hoàn cảnh thì phải thương con người ta chứ sao. Tất cả mọi người cũng thấy là rửa nó chẳng qua là bây giờ nóng mặt, phải không? Mạnh Thường Quân gửi tiền về cho nó nhiều quá, chú không nhận đâu mà nóng mặt. Rồi nó xìa rỉa nó giống như cá lòng tông. Hả? Bây giờ con chỉ xin vậy thôi. Còn con nói thiệt, cái đời người của mình được làm kiếp người, mình vượt qua được kiếp bệnh dịch chưa chắc. Ngủ một đêm 6 ngày còn ngồi đó để chữa quen mới là cái con người. Chứ mà sợ mấy người chửi quá rồi mấy người mang nghiệp á. Yeah. Rồi không có ngồi được chửi đâu, đêm 6 ngày chết mẹ nó là đột quỷ á. Còn có cái cô nào á ở dưới đó đó. Nói là ở cái chỗ đó ngoài đường nhà cô quốc lộ á, là đụng xe đồ nhiều lắm. Cô mới ra là cô bỏ tiền cô xây một cái miếng, kêu miếng cô hồn á, để cho bớt tai nạn đó, mình bớt tai nạn mình tìm cái phúc đức. Biết gì không chú, biết nó nói gì không? Nó kêu bây giờ ông quen á, hồi xây miếng xây định gì à, đi ra ở rồi đó, nó miếng cô hồn á, nó ra đó nó ở, cô xây miếng để cho cô giúp cho má tánh. Mà cô chỉ cần thốt ra một cái câu đó là cô mất đức hết. Cô xây miếu để cho người ta đừng xảy ra tai nạn, mà cô không biết giữ cái đức đó lại, đúng không? Yeah. Mình xây miếu cho dân đi để khỏi có tai nạn thì là mình được phúc rồi đó. Nhưng mà cô mở miệng cô kêu người ta sống vậy mà đi ra cái miếu cô hồn của cô làm á, ở cô nghĩ sao vậy? Quá độc ác. Nhà cô có con trai, đúng không? Thì cô phải để cái đức lại cho con trai cô nhờ. Rồi nói à, bây giờ có tiền á đó, nó vô nó rước ta nó về nuôi, nó rước con nó về, nó gửi trong chùa cho anh ta. Ủa vô duyên à? Vô duyên à? Ba nó muốn gửi đâu nó gửi, nó muốn thảy đâu nó thảy, cái đó là quyền tự do của nó, đúng không? Hỏi mình có hiếu với cha mẹ mình, sau này con mình nó có hiếu lại. Giờ con ấy với ba nó muốn thảy đi đâu nó thảy, cái đó là quyền của nó mà, đâu có ai cấm cản được. Mọi người ghét nó thì nói vậy thôi, chứ còn đừng 70 chưa gọi là lành đâu. Đừng nên gọi phỉ báng người ta. Mình phỉ báng người ta sau này ai phỉ báng mình? Mình lớn mình nói nó thì cái người lớn hơn mình người ta sẽ phỉ báng mình, đúng không? Phỉ báng mình nó nổi rỉa như cá lòng tông luôn, không chịu nổi luôn, không đi làm từ thiện. À, bây giờ ủa hết hình cu rồi hả, đi làm từ thiện rồi hả? À, cha thì bỏ trong trại dưỡng lão, à, con thì bỏ vô chùa cho nó nuôi mà đi làm từ thiện. Yeah. Rồi ở nhà của cái cô nào thật, cái cô gì mà chồng chết rồi má chồng chết, xong rồi ba cha chồng chết, xong rồi chồng chết nữa, một năm mà chết có hai người. Cái YouTube đó, cái chú làm YouTube đó, cái biết chú nói sao, một năm chết ba người đó, chỉ có như vậy thôi mà cũng nói láo được mà cũng làm YouTube. Tôi chỉ nói vậy thôi, hãy chú thốt miệng ra, đừng có đi moi nữa, chú xạo lắm biết chưa, chú làm cái những cái nhà tâm linh rất là xạo, thấy không? Quá xạo luôn, cho nên bây giờ đó, có tánh ta không có ủng hộ chú hết tiền ăn rồi, thấy không? Bây giờ đi ra moi trường với con quen ra ăn, kiếm tiền ăn. Yeah. Đó, rồi ha, tôi có mấy lời gửi chú nha. Yeah.